Hôm nay là lễ ngũ tuần. Hội thánh của Chúa có bốn ngày lễ lớn đó là lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Thăng thiên và lễ ngũ tuần. Và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta cũng nằm ở trong bốn ngày lễ này. Đức Chúa Giêsu Giáng sinh là để làm người chịu chết thay cho chúng ta. Chúa Giêsu Phục sinh chứng tỏ Chúa là Đức Chúa Trời có quyền năng để cứu chúng ta. Chúa không phải là một giáo chủ chết nhưng Chúa chết vì tội của chúng ta nhưng Chúa cũng đã sống lại và lễ phục sinh cho thấy điều đó. Chúa Giêsu đã thăng thiên để chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta như Chúa nói ở trong Phúc Âm Giăng chương thứ 14, ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ ở. Chúa Giêsu cũng về trời để cầu thay cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu hiện đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và cầu nguyện thay cho chúng ta. Và quan trọng hơn hết là Chúa nói rằng Chúa về như lời kinh thánh chúng ta vừa đọc ta đi là ít lợi cho các ngươi vì nếu ta không đi đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu đấng yên ủi tức là Chúa Thánh Linh Đức Chúa Giêsu đã thăng thiên để ban Đức Thánh Linh cho chúng ta và Chúa Thánh Linh đã giáng lâm 10 ngày sau khi Chúa Giêsu thăng thiên trong ngày lễ ngũ tuần để ở với các môn đệ của Chúa và để ở với chúng ta hôm nay Chúa Thánh Linh giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của người Thiên Chúa mà có khi chúng ta quên hay là cũng có thể là chúng ta chưa biết nữa. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về Chúa Thánh Linh qua câu chuyện xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần được ghi trong sách công vụ các sứ đồ chương 2 mà chúng ta vừa nghe đọc. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cùng nguyện. Kính lại Chúa Thánh Linh là đấng đã đến với hội thánh của Ngài hơn 2.000 năm trước và hôm nay một lần nữa chúng con kỷ niệm ngày Chúa Giáng Lâm con cầu xin Chúa cho chúng con thấy được ý nghĩa đích thực của ngày lễ này và mỗi một chúng con ngày hôm nay cũng kinh nghiệm được ơn của Chúa Thánh Linh ở trong lòng mỗi chúng con chúng con tạ ơn Chúa chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giêsu Amen khi nói về Chúa Thánh Linh, Kinh Thánh mô tả Ngài bằng những danh hiệu và chức phận như thế này. Kinh Thánh gọi Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật hay là thần chân lý. Kinh Thánh nói đến sự hiệp một của Thánh Linh. Kinh Thánh nói đến trái của Thánh Linh hay là kết quả của một cuộc đời có Chúa Thánh Linh ngự trị. Và nói đến quyền phép hay là sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà không có Chúa Thánh Linh thì chúng ta không có chân lý, không có hiệp một, không có quyền phép, không có yêu thương, không có vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ. Cho nên Đức Thánh Linh là tất cả quyền năng, sự sống, chân lý và tất cả những mỹ đức tốt đẹp của người tiền Chúa. Nhưng Chúa Thánh Linh đang ở đâu và đang làm gì trong đời sống chúng ta bây giờ? Chúng ta hãy cùng nhau trở về với ngày lễ ngũ tuần để xem chúa thánh linh đã đến với hội thánh đầu tiên như thế nào và ngài đã làm gì để ứng dụng cho chúng ta chúng ta cùng mở lại ở trong sách công vụ các sư đồ chương thứ hai đến ngày lễ ngũ tuần môn đồ nhóm họp tại một chỗ lễ ngũ tuần là một trong những ngày lễ của người do thái ở trong cựu ước người do thái có ba ngày lễ lớn đó là ngày lễ vượt qua lễ lều tạm và lễ ngũ tuần ngũ tuần có nghĩa là năm mươi năm mươi ở đây là năm mươi ngày tức là bảy tuần lễ sau ngày lễ vượt qua một tuần có bảy ngày bảy tuần tức là bốn mươi chín ngày và ngày lễ ngũ tuần là ngày thứ 50 sau 49 ngày đó sau 7 tuần đó, ngày thứ 50 là lễ ngũ tuần. Và lễ ngũ tuần còn được gọi là lễ mùa gặt. Và Chúa Thánh Linh đã giáng xuống hội thánh đầu tiên trong ngày lễ ngũ tuần với một ý nghĩa đặc biệt vì đây là ngày khai sinh hội thánh của Chúa, bắt đầu một mùa gặt mới, một kỷ nguyên mới. Ba câu hỏi mà chúng ta sẽ trả lời buổi sáng hôm nay dựa trên câu chuyện lễ ngũ tuần là Đức Thánh Linh giáng xuống trên ai? đức thánh linh dán xuống như thế nào và kết quả của việc đức thánh linh dán xuống hay đức thánh linh dán lầm là gì. Quý vị có tờ dàn bài xin ghi vào để nhớ ba điều này. Đức thánh linh dán xuống trên ai tức là đối tượng, dán lầm. Đức thánh linh dán xuống như thế nào tức là phương cách dán lầm và đức thánh linh đã giáng xuống có cái kết quả gì? Kết quả của việc giáng lầm đó. Trước hết đối tượng giảng lầm, chúng ta mở lại công vụ cái sứ đồ đoạn 2 và xem các câu 1, câu 2, câu 3 và câu 6. Câu 1 nói rằng, đến ngày lễ ngũ tuần môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Câu 2, thình linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Câu 3, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Và trong câu 6, lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng sứ mình. Tất cả các câu này cho thấy rằng Đức Thánh Linh đã hiện đến hay là giáng xuống trên các môn đồ của Chúa Giêsu. Chữ nhấn mạnh ở trong sách công vụ của sứ đồ là môn đồ disciple. Môn đồ là người theo Chúa là người học trò. Danh hiệu cơ đốc nhân hay là Christian đến công vụ các sứ đồ chương thứ 11 mới có. Mỗi một người tin Chúa thật là một môn đồ, là một môn đệ, là một môn sinh là học trò của Chúa. Chúng ta không phải là người theo đạo, đi đạo nhưng là người theo Chúa đi với Chúa. Quý vị và tôi là những môn đệ của Chúa, là môn đồ của Ngài. Và là môn đồ của Chúa, chúng ta là những người có thánh linh của Chúa. Đức Thánh Linh đã sáng dán xuống trên các môn đệ của Chúa ngày xưa như thế nào? Thì ngày hôm nay, mỗi chúng ta cũng có Chúa Thánh Linh ngự trị trong đời sống của chúng ta giống như vậy. Sứ đồ Phaolô viết ở trong thư Roma chương thứ 8 câu thứ 9, 9 những lời như thế này. Về phần anh em, nếu thật quả thánh linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo thánh linh. Và ông viết, xong nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về ngài. Người thuộc về Chúa là người có Chúa Thánh Linh là môn đồ của Chúa, nếu chúng ta không có Chúa Thánh Linh là chúng ta không thuộc về Chúa. Quý vị và tôi là môn đệ của Chúa. Quý vị và tôi là người có Chúa Thánh Linh. Và là môn đệ của Chúa, Chúa giao cho chúng ta có một công tác mà thôi. Chúa giao cho tất cả quý vị và tôi một công tác mà thôi quý vị biết, công tác đó là gì không? công tác đó là đào tạo môn đệ. Trong lời dạy cuối cùng của Chúa Giêsu mạng lệnh cuối cùng mà chúng ta thường gọi là đại mạng lệnh đó Chúa Giêsu dạy điều gì? Hãy đi dạy dỗ muôn dân. Cái chữ dạy dỗ đó có nghĩa là đào tạo môn đệ, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta. Make disciples, đào tạo môn đệ đó là trách nhiệm của quý vị và tôi. Quý vị và tôi là người đào tạo môn đệ. Và để có thể đào tạo môn đệ, chúng ta phải là môn đệ trước. Môn đệ thì mới đào tạo môn đệ được, nếu chúng ta chưa là môn đệ của Chúa, chúng ta không thể đào tạo người khác làm môn đệ của Ngài. Và môn đệ thật thì phải có Chúa Thánh Linh ngự trị. Chúa Thánh Linh lần đầu tiên đến với các môn đồ nơi họ nhóm lại. Đối với quý vị và tôi ngày hôm nay, Chúa Thánh Linh ngự trị tâm hồn chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa. Quý vị có biết điều đó không? Khi quý vị cầu nguyện tiếp nhận Chúa là Đức Thánh Linh ngay tức khắc ngự vào lòng của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Như sứ đồ Phaolô đã nói ở trong Roma đoạn 8 câu 9 tôi vừa đọc và đồng thời ở trong Roma đoạn 8 câu thứ 16 lời Chúa cũng dạy như thế này. Roma đoạn 8 câu thứ 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và Sư đồ Phao-lô ở trong lá thư gửi cho hội thánh ở tại Corinto ông đã viết những lời như thế này. Ở trong Corinto thứ nhất chương 3 câu thứ 16. Sư Đạo viết, anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Đức Thánh Linh đang ở đâu? Đức Thánh Linh đang ở trong lòng của chúng ta là những người tin nhận Chúa. Và ở trong Corinto nhất đoạn 6, câu thứ hai mươi phaolô viết vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh đức chúa trời và trước đó ông nói rằng anh em há chẳng biết rằng thân thể mình thân thể này nè con người này nè con người bằng xương bằng thịt này không phải phần linh hồn anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của đức thánh linh đang ngự trong anh em là đấng mà anh em đã nhận bởi đức chúa trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Thưa quý vị, một cái đặc ân hay là một cái ơn phước hay là một cái điều mà không một 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 một, một tôi không muốn dùng chữ tôn giáo mà không một tôn giáo hay một cái giáo lý nào trên trần gian này ban cho chúng ta điều đó cả. Người tin Chúa là người có chính Chúa Thánh Linh ngự trị đang ở trong lòng của chúng ta. Và mỗi chúng ta khi tin Chúa phải có kinh nghiệm Chúa Thánh Linh đến ở trong lòng. Quý vị đã có kinh nghiệm đó chưa? Quý vị có biết rằng Chúa Thánh Linh đang ngự, đang ở trong lòng của mình không? Nếu quý vị đã tin nhận Chúa, Đức Thánh Linh đang ở trong lòng của quý vị. Và vì vậy, cho nên chúng ta phải biết rõ điều này. Chỉ trong ngày lễ ngũ tuần đầu tiên và những giai đoạn đặc biệt ở trong hội thánh đầu tiên. Nhưng đối với chúng ta hôm nay, giây phút chúng ta tin nhận Chúa thịnh Thánh Linh đến ngự vào lòng của chúng ta ngay. sứ đồ pha viết ở trong Cô Tô thứ nhất đồng 12 câu 13. Vì chúng ta hoặc là người Juda hoặc là người Greg, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép bắp tim chung một thánh linh để hiệp làm một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Khi quý vị và tôi tin nhận Chúa, chúng ta gia nhập vào trong hội thánh của Chúa, chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự ở trong lòng. Và đây là câu trả lời mà mỗi chúng ta phải biết rõ. Chúa Thánh Linh đang ở đâu? Amen. Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta vì tôi đã tin nhận Chúa Giêsu. Giây phút tôi tin nhận Chúa đó chính là lúc Chúa Thánh Linh ngự vào lòng tôi. Đối với các vấn đề đầu tiên của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu phải thăng thiên rồi thì Chúa Thánh Linh mới đến, có một cái thời gian chuyển tiếp. Nhưng mà với chúng ta ngày hôm nay, một khi cầu nguyện tin nhận Chúa là Đức Thánh Linh đến với chúng ta ngay. Đây là điều chúng ta tin chắc và ghi nhớ. Chúa Thánh Linh đã đến ở với tôi từ khi tôi tin nhận Chúa. Chỉ những ai chưa tin nhận Chúa, không tin nhận Chúa mới không có Thánh Linh mà thôi. Như vậy Chúa Thánh Linh giáng trên ai? được Thánh Linh giáng trên môn đệ của Chúa Giêsu cho những người tin nhận Ngài. Chúng ta đã tin nhận Chúa nên Chúa Thánh Linh đang ở với chúng ta. Thỉnh thoảng quý vị đi ngang những cái tiệm ăn mới hay là những cái cửa hàng mới đó, người ta có cái hàng chữ là under new management. Ở dưới một sự quản trị mới tức là có chủ mới đó. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta chưa tin nhận Chúa chúng ta ở dưới quyền của ma quỷ của thế gian của tội lỗi khi chúng ta tin nhận Chúa we are under new management chúng ta ở dưới quyền quản trị của Chúa Thánh Linh Đức Thánh Linh là người đang quản trị cuộc đời chúng ta hãy nhớ cho điều đó tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng nên mang cái bảng như vậy under new management Chúa Thánh Linh đang ở đâu? Đang ở trong lòng của chúng ta. Đức Thánh Linh giáng xuống trên những người tin nhận Chúa. Thứ nhì, Chúa Thánh Linh giáng xuống như thế nào? Hay là phương cách giáng lâm trong ngày lễ ngũ tuần? Cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc cho thấy ba cái hình ảnh về Chúa Thánh Linh khi Chúa giáng xuống trong hội thánh đầu tiên. Đức Thánh Linh đến như tiếng gió thổi ào ào. Đức Thánh Linh đến với hình ảnh những cái lưỡi bằng lửa và Đức Thánh Linh giúp cho các môn đệ của Chúa sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt. Gió, lửa và ngôn ngữ đó là ba cái cách mà Đức Thánh Linh đã đến trong ngày lễ ngũ tuần. Trước hết, Đức Thánh Linh đến như tiếng gió. Tại sao lại là gió? Có một cái điều đặc biệt quý vị phải biết nữa là chữ gió và chữ linh ở trong nguyên văn là một chữ nêu mà. Vì vậy cho nên Đức Thánh Linh cũng là gió, gió cũng là Đức Thánh Linh. Và gió là nói đến sự sống. Ở trong Phúc Âm văn chương 3 câu thứ 8, khi nói chuyện với ông Nicodem về sự tái sanh, ông không hiểu. Và Chúa Giêsu đã giải thích cho ông như thế này. Câu 7: Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió nói thêm, gió muốn thổi đâu thì thổi, Người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và có không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Chỉ gió và chữ thánh linh trong câu này là một chữ. Chúng ta được sinh lại bởi Chúa thánh linh. Đức thánh linh là gió là nói đến hơi thở là nói đến thần linh nói đến hơi sống. Câu 8 nói rằng gió muốn thổi đâu thì thổi người nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu cho thấy rằng chúng ta không thấy gió đâu cả. Nhưng mà chúng ta biết ảnh hưởng của gió hay là kết quả của gió. Tất cả ở đây chúng ta mỗi năm, không phải mỗi năm, năm nay đặc biệt. Tôi không nói chữ thưởng thức mà. Kinh nghiệm Santa Ana Wind. Gió Santa Ana là kinh khủng, phải không quý vị? Và đó cũng là quyền năng của cho Thánh Linh đến trên hội thánh của Chúa và đến với mỗi chúng ta như vậy. Quý vị nhớ là khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người ở trong Sáng thế ký đoạn 2 câu 7 thì Kinh Thánh ghi như thế nào? Sáng thế ký đoạn 2 câu 7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nắng đến hình người Hà sinh khí vào lỗ mũi Thì người trở nên một loài sanh linh Quý vị và tôi là gì? Là bụi đất Giê-hô-va lấy bụi đất nắng đến hình người Chúng ta chỉ là bụi đất mà thôi Ông Adam chỉ là bụi đất mà thôi Cho đến khi nào? Cho đến khi được Đức Chúa Trời hà sinh khí và muối Thì người mới trở nên một loài sanh linh Nói như vậy có nghĩa là gì? Nói như vậy có nghĩa là không có hơi thở Một lần nữa Hơi thở đây, gió ở tại đây Rua ở trong tiếng Hebrew Là chúng ta không có sự sống Vì vậy chúng ta không có sự sống Ngay cả sự sống thể xác nữa Nếu không có hơi thở của Đức Chúa Trời Ở trong chúng ta vì vậy gió hay là hơi thở là nói đến sự sống Nhưng mà một cái phân đoạn đặc biệt ở trong cựu ước cho chúng thấy rõ Cho chúng ta thấy rõ điều này là trong Ezechiel đoạn thứ 37 Có lẽ quý vị đã biết câu chuyện này rồi nhưng mà tôi xin đọc lại Để cho chúng ta thấy rõ sự sống đến từ Chúa Thánh Linh như thế nào Ezechiel chương thứ 37 đây là lời của tiên tri Ezechiel, đây là kinh nghiệm của ông tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta. Ngài dắt ta ra trong thần của Đức Giê-hô-va và đặt ta giữa trũng. Nó đầy những hài cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này có nhiều lắm trên đồng trũng đó và đều là khô lắm. Ngài phán cùng ta rằng hỡi con người những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng lại Chúa Giê-hô-va chính Chúa biết điều đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng Hãy nói tiên tri về hai cốt ấy và bảo chúng nó rằng hỡi hai cốt khô xương khô đó, Khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hai cốt ấy rằng: Này, ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. có vị thấy chữ hơi thở đó không? Ta sẽ đặt gân trong các ngươi sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da, ta sẽ phú hơi thở một lần nữa. Ta sẽ phóng hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Ta đang nói tiên tri thì có tiếng và này có động đất những xương nhóm lại hiệp với nhau. Ta nhìn xem thấy những gân và thịt sinh ra trên những xương ấy có da bọc lấy nhưng không có hơi thở ở trong. Bây giờ Ngài phán cùng ta rằng hỡi con người, Hãy nói tiên tri cùng gió Quý vị thấy gió đó không Hãy nói tiên tri và bảo gió rằng Chúa Yêu và phán như vậy Hỡi hơi thở khá đến từ gió bốn phương Thở cho những người bị giết Hầu cho chúng nó sống Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta Và hơi thở vào trong chúng nó Chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình Hợp lại thành một đội quân rất lớn Đức Thánh Linh là gió Vì Ngài đem cho chúng ta sự sống, hơi thở. Nói như vậy có nghĩa là không có hơi thở là chết, có hơi thở thì mới sống được. Quý vị có đang thở không? À, tất cả chúng ta cần phải thở để sống. Không khí hơi thở đó là hình bóng của chúa thánh linh. Nhiều lần tôi nói với quý vị là hội thánh của chúa không phải là một chỉ là một đoàn thể như là một sinh thể. Ở trong tiếng Anh là organization và organism. Tất cả các tổ chức ở ngoài đời người ta là những cái đoàn thể có trên có dưới thứ tự. Chúng ta cũng có trên có dưới thứ tự như vậy. Nhưng mà cái điểm khác biệt giữa hội thánh của Chúa và tất cả những đoàn thể khác là chúng ta có sự sống của Chúa. Chúng ta là một sinh thể. Sự sống của Chúa Thánh Linh hành động ở trong hội thánh của Ngài. Người chưa tin Chúa bị kể là bị chết ở trước mặt Chúa. Phaolô nói rằng anh em đã bị chết về tội lỗi và sự vấp phạm của mình. Tin Chúa, sống với Chúa Thánh Linh thì chúng ta mới có sự sống. Quý vị và tôi đang sống cả, có phải như vậy không? Chúng ta đang thở, sống, hoạt động. Mà chúng ta sống như thế nào? Quý vị có sự sống của Chúa không? Quý vị và tôi không thể nào tự cố gắng để sống một đời sống đẹp lòng Chúa được. Phải có thánh linh ban cho chúng ta sự sống thật. Gió là nó đến hơi thở, là nó đến sự sống. Chúng ta sống là nhờ Chúa thánh linh. Trong quyển Thánh ca cũ có một bài hát, có lẽ hội thánh bên này chưa có hát. Nhưng mà cái bài hát nó có cái câu như thế này. Tôi xin gió thánh linh. Tôi xin gió thánh linh vô lòng. giê ơi xin Ngài đói ban hơi sống. Tôi xin gió thánh linh Chúa Giêsu ơi xin hà thánh linh vô lòng. Mỗi chúng ta cũng cần hát bài hát này. Lạy Chúa xin hà hơi sống của Chúa vào trong cuộc đời của con. Đừng để con sống những ngày gọi là gì đó lê lết ở trên trần gian này mà sống với sự sống phục sinh của Chúa. Đức Thánh Linh đến như gió cho thấy sự sống. Nhưng mà Đức Thánh Linh cũng đến như lửa. Kinh thấy, Kinh Thánh nói rằng Sứ, um, bác sĩ luca ghi lại trong sách trong sách câu Sinh rồi ngài thấy ông thấy những mỗi người có những cái lưỡi như cái lưỡi những cái điều như là lưỡi bằng lửa ở trên đầu của mỗi người tức là hình ảnh lửa nhưng mà nó giống như hình cái lưỡi về ở trên mỗi người quý vị để ý ở đây thế là như tức là một cái sự so sánh lửa là nói đến điều gì ở trong uh, Matthew đoạn 3 câu thứ 11 Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ Và ông Giăng uh, Bắp Tít uh, nói với đoàn dân như thế này Matthew đoạn 3 câu 11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép bắp tên cho các ngươi ăn năn Xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta Ta không đáng sách dài ngày Ấy là đấng sẽ làm phép bắp tên cho các ngươi bằng đức thánh linh và bằng lửa Lửa là nói đến điều gì Câu tiếp theo cho thấy Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch dân sân lúa mình Và Ngài sẽ chứa lúa vào kho Còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt Có lẽ chúng ta thích gió mà không có thích lửa Gió thì mát nhưng mà lửa thì nóng Mà thưa quý vị Đức Thánh Linh chẳng những là gió nhưng Ngài cũng là lửa lửa là để tinh luyện là để thiêu hủy những cáo cặn ở trong cuộc đời của chúng ta. ở đây có ai là thợ vàng không? thợ vàng không? anh Sa biết điều đó. Muốn cho vàng nó được tinh rồng, người ta dùng cái gì? lửa. Lửa càng nóng thì những cái gì cáo cặn dơ bẩn nó sẽ không còn, chỉ còn cái gì rồng mà thôi. quý vị có muốn rồng không? Nếu chúng ta muốn ròng thì chúng ta không thể tránh lửa được. Đôi khi chúng ta có những cái lửa thử thách ở trong cuộc đời của mình. Mà chính cái lửa đó nó sẽ làm cho chúng ta được tin rồng hơn. Sứ đồ phi ở trong phi nhất, đồng 1 câu 6 câu 7 ông viết như thế này. Anh em vui mừng về điều đó. Dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Sứ đang viết cho những tín đồ đang chịu thử thách, đang gặp khó khăn. Ông nói rằng anh em đang gặp thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Nhưng mà ông nói thêm như thế này. Hầu cho, đó là mục đích. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Vàng là quý lắm nhưng mà cái vàng đó nó cũng hư nát Nhưng mà đức tin của anh em quý hơn vàng hay hư nát Dầu đã bị thử lửa sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đức Thánh Linh là lửa tinh luyện chúng ta làm cho chúng ta tin rộng và chúng ta cần đến sự tinh luyện của Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời chúng ta. Đức Thánh Linh đến như gió ban sự sống. Đức Thánh Linh đến như lửa để tinh luyện và dấu hiệu thứ ba của Chúa Thánh Linh trong câu chuyện này là khả năng sử dụng ngôn ngữ đặc biệt. Chúng ta trở lại ở trong công vụ các sứ đồ đoạn thứ hai. Sau khi gió, sau khi lửa đến câu bốn, hết thải tất cả không trừ một người nào. Hết thải đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác nhau theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Nói các thứ tiếng khác nhau. Các thứ tiếng khác nhau này là tiếng gì? Quý vị để ý thấy ở trong câu 6 sẽ biết tiếng đó là gì. Nó rằng lúc tiếng ấy vang ra dân chúng chạy đến ai nấy đều đứng sợ. nói tiếng xứ mình. Như vậy cái ngôn ngữ mà các môn đồ nói lúc đó là ngôn ngữ của loài người bởi vì người ở những nơi khác có thể nghe được. Câu 7, chúng đều sợ hãi và lấy lầm lạ mà rằng hết thảy người nói đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ, nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ. Lúc nãy trường đạo phong đã đọc một cái bản liệt kê đủ thứ ngôn ngữ hết. Đó là những cái ngôn ngữ mà các môn đồ đã được Chúa ban cho để họ nói trong lúc đó có thể là Chúa đã ban cho họ một cái khả năng đặc biệt lúc đó họ nói được tiếng Pháp, tiếng Anh một cách rõ ràng. Cũng rất có thể là họ chỉ nói ngôn ngữ của họ nhưng mà những người kia nghe được tiếng của ngôn ngữ mình. Nhưng mà dù gì đi nữa thì đó là dấu hiệu của Chúa Thánh Linh đến trên họ. Ngày hôm nay người ta thường nhấn mạnh về vấn đề nói tiếng lạ. Nhưng mà ở trong cái vụ sơ đồ đoạn 2 cái tiếng lạ đây là ngôn ngữ của loài người có thể hiểu được cái chữ tiếng lạ ở trong nguyên văn là glossia glossia ở trong Corinthô nhất đoạn 12 và đoạn 14 dịch là tiếng lạ là một cái ngôn ngữ đặc biệt để một người có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời giữa người đó với Đức Chúa Trời mà thôi. Và nếu có một người nào được cái ơn để mà giải thích tiếng lạ, thông dịch cái tiếng lạ đó thì người khác mới nghe được Nhưng đó là cái ngôn ngữ đặc biệt Giữa một người với Đức Chúa Trời Nhưng mà ở trong công vụ sứ đồ đoạn 2 Là nói đến cái ngôn ngữ mà người khác có thể nghe được đây là lần đầu tiên Chúa Thánh Linh đến trên hội thánh và có một dấu hiệu rõ ràng cho người khác biết. Cho nên khi các môn đồ của Chúa mở miệng ra thì họ nói được các ngôn ngữ khác nhau. Họ nói cái gì quý vị biết không? Câu 11 nói rằng Chúng ta đều nghe họ lấy tiếng của chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời là nói điều gì? Thưa quý vị đây là ngôn ngữ thờ phượng. Nó khác đi khi Thánh Linh đến trên hội thánh của Chúa, hội thánh bắt đầu thờ phượng một cách đặc biệt khiến cho người ta nghe được, thấy được, biết được Đức Chúa Trời là đấng cao quả quyền năng. Và đây là điều phải xảy ra cho hội thánh ngày hôm nay. Quý vị và tôi mỗi Chủ nhật đến đây để thờ phượng Chúa. Nếu một người chưa biết Chúa vào đây, họ có thấy được quyền năng của Chúa Thánh Linh, họ có thấy được những sự cao trọng của Đức Chúa Trời không? Họ có cảm nhận được những việc quyền năng lớn lạ của Chúa hay không? qua lời ca tiếng hát lời làm chứng qua đời sống của chúng ta người khác phải thấy được sự cao trọng của đức chúa trời ở trong cuộc đời của chúng ta thang vang phàn nàn trách móc cầu nhau nói xấu người này người kia đó không phải là những điều cao trọng của đức chúa trời mà nhiều khi ngôn ngữ của chúng ta chỉ là những ngôn ngữ đó vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rằng khi Chúa đến chúng ta phải nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời để người khác có thể thấy được sự cao trọng của Đức Chúa Trời và tôn thờ Chúa. Quý vị biết tại làm sao ở trên ngôn, à, trên thế giới này có nhiều ngôn ngữ không? Quý vị nhớ câu chuyện ba, tháp Ba Bên trong sáng thế kỷ đầu 11. Bởi vì có người kiêu ngạo, họ nói họ sẽ cất cái tháp cao lên đến tận trời để làm rạng danh Đức Chúa Trời chỉ làm một điều rất là nhỏ mà thôi. Làm lộn xộn tiếng nói là không làm ăn được gì nữa. Có thể nói rằng lễ ngũ tuần là reverse của tháp Ba Bên. Tức là ngược lại, ngày xưa tháp Ba Bên làm lộn xộn tiếng nói thì ngày hôm nay trong ngày lễ ngũ tuần Chúa làm cho tất cả mọi người được nghe được cùng một tiếng nói ca ngợi Chúa. Quý vị và tôi là những cái nhân tố, là những cái phương tiện, là những cái cách mà Chúa dùng để nói ra cái ngôn ngữ của Đức Chúa Trời. Ngôn ngữ để thờ phượng Chúa, ngôn ngữ để đem lại chúng ta lại gần với Chúa. Tôi được đi dự nhiều hội nghị quốc tế, nhiều thứ tiếng. Và khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi nói cùng một thứ tiếng. Hallelujah! Amen! Tất cả chúng ta nói cùng được một thứ tiếng đó ca ngợi Đức Chúa Trời. Có Thánh Linh là có sự sống, đó là gió. Có Thánh Linh là có thanh tẩy, có tinh luyện, đó là lửa. Và có Thánh Linh là có thờ phượng. Và thờ phượng thật là Đức Chúa Trời được tôn cao qua ngôn ngữ, qua lời nói, qua đời sống của chúng ta. Chúa Thánh Linh dán trên ai? Trên môn đồ của Chúa. Tôi là môn đồ của Chúa nên tôi có Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh thể hiện trong gió, lửa và ngôn ngữ. Có nghĩa là Chúa làm cho tôi ba điều. Chúa ban cho tôi sự sống mới. Chúa thanh tẩy đời sống của tôi. Và Chúa dùng môi miệng của tôi để ca ngợi Chúa và nói về Chúa. Như vậy kết quả là gì? Điểm thứ ba là kết quả giáng lâm hay là Chúa Thánh Linh giáng xuống đem lại kết quả gì? Chúng ta thấy ở trong lời giải thích hay là bài giảng của sư đồ Phaolô ở trong câu 14 đến câu 21. Khi dân chúng thấy mấy người này nói được các thứ tiếng, họ nói, ồ, mấy anh chàng xây rượu đó mà. Nhưng mà đây ông Führer giải thích. Bây giờ Führer đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng hỡi người Juda và mọi người tại thành Jerusalem hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu vì bây giờ mới là giờ thứ ba ba ngày Mới 9 giờ sáng không có sai được. Nhưng ấy là điều mà Đấng Tiên Tri Dô đã nói Tiên Tri rằng để Chúa Trời phán trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời Tiên Tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chìm bao. Trong lời giải thích này, a Rơ cho thấy rằng sở dĩ cho có ngày lễ ngũ tuần, sở dĩ có vấn đề nói các thứ tiếng đó là thứ nhất để ứng nghiệm lời tiên tri. Ông Pierre nói rằng đây không phải là sai nhưng ấy là điều mà đấng tiên tri Yoel đã nói tiên tri. Tháng trước chúng ta đã học về tiên tri Yoel, quý vị còn nhớ không? Tiên tri Noel đã nói tiên tri hàng mấy trăm năm trước và đây là điều đã ứng nghiệm ở trong ngày lễ ngũ tuần. Và đó cũng là điều đang xảy ra với chúng ta. Chúa hứa và Chúa thực hiện có thể nói như thế này, lời hứa của Chúa được thực hiện qua đời sống của quý vị và tôi. Những gì mà tôi nói từ nãy đến giờ, những gì mà quý vị nghe từ nãy đến giờ phải là sự thật ở trong đời sống của quý vị. Điều đó có phải là sự thật trong đời sống của quý vị không? Tôi có sự sống mới không? Đời sống tôi có được thanh tẩy không? Tôi có dùng môi miệng để ca ngợi Chúa và nói về Chúa không? Lễ ngũ tuần là như vậy, đã ứng nghiệm lời tiên tri trong cựu ước cho các môn đồ của Chúa và cũng phải ứng nghiệm ở trong cuộc đời của chúng ta. Tôi tin Chúa, tôi có Chúa Thánh Linh, Chúa Thánh Linh ngự trong tôi, tôi có sự sống của Chúa, tôi được thanh tẩy, tôi cho mọi người biết Chúa là đấng cao trọng, tôi thờ phượng Chúa và mọi người đều biết. Như vậy lễ ngũ tuần là để làm ứng nghiệm lời tiên tri và thứ nhì, lễ ngũ tuần cũng cho thấy rằng mỗi người mỗi người đều kinh nghiệm Chúa Thánh Linh. Chẳng những là ứng nghiệm lời tiên tri Nhưng mà mỗi một người Đều kinh nghiệm Chúa Thanh Linh Quý vị thấy ở đây là cho nói rằng Mọi xác thịt Nói đến con trai, con gái Trai trẻ, già cả Đầy tớ trai, đầy tớ gái Không loại trừ một ai hết Tất cả mỗi một chúng ta Cái điều quan trọng là trong câu thứ 21 vả lại Ai cầu khẩn danh Chúa Thì sẽ được cứu Chúa không loại trừ, ngoại trừ một ai Nhưng với một điều kiện đó là chúng ta phải kêu cầu đến danh của Chúa Chúng ta phải đặt lòng tin nơi Chúa Chúng ta phải kể mình là con của Chúa Nếu quý vị đã kêu cầu đến Chúa và có Chúa Thánh Linh Thì quý vị có những cái kết quả đó Nhưng quý vị đã thật sự kêu cầu đến Chúa chưa? Quý vị có thật sự kêu cầu đến Chúa để được Chúa tha tội để được làm con của Chúa chưa? Đấy là điều quan trọng. Nếu ở đây có người nào chưa một lần kêu cầu đến danh của Chúa để được cứu, quý vị cần phải làm điều đó để kinh nghiệm về Chúa Thánh Linh như lời Chúa dạy hôm nay. Lễ ngũ tuần hay là việc Chúa Thánh Linh giáng lâm liên quan gì đến tôi? Có hai điều. Thứ nhất, tôi là môn đồ của Chúa tôi phải có Chúa Thánh Linh ở trong tôi. Và Thánh Linh. Và thứ nhì, Thánh Linh giống như gió như lửa như lời sống. Tôi phải có sự sống của Chúa Thánh Linh, tôi cần để Chúa Thánh Linh thanh tẩy đời sống của tôi và tôi cần nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Người khác phải thấy Chúa ở trong tôi. Quý vị để ý thấy đây là cái lời cao trọng là lời thờ phượng người ta thường hát cái bài hát nói rằng cái lý do mà tôi con sống là để thờ phượng Chúa. The reason I live to worship you. Thưa quý vị, câu này không phải là cái câu sáo ngữ khuôn sáo đó, làm sao chẳng lẽ là đời sống mà là thờ phượng Chúa mỗi ngày không? Đúng như vậy. Bởi vì qua đời sống có Chúa Thánh Linh ở trong lòng, người khác có thể biết về Chúa, tin Chúa và ca ngợi Chúa. Thờ phượng Chúa là như vậy. Sống làm vinh hiển danh Chúa là như vậy. Đời sống thờ phượng là như vậy. Chúa Sư nói rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Đặng họ thấy những việc lành các ngươi. Và làm gì? Ngợi khen cha các ngươi trên trời. Người khen là thờ phượng. Người khác chỉ có thể thờ phượng Chúa qua đời sống của chúng ta. Người khác có thấy sự cao trọng của Chúa qua cuộc đời của quý vị không?